đây là hệ mặt trời và đây là hành tinh quê hương trái đất của chúng ta. Xin chào, mình là phi hành gia Kiki, chào mừng bạn đến với bệ phóng tên lửa trên trái đất. Hãy cùng trải nghiệm cuộc sống của phi hành gia nhé và đến hệ mặt trời để khám phá vũ trụ huyền bí. Trước tiên, hãy thay trang phục của phi hành gia. Mặc quần áo thật kín. Trang phục sẽ bảo vệ các cơ và xương của phi hành gia. Bộ đồ phi hành gia. Kéo khóa đúng cách để đảm bảo an toàn. Găng tay. Mũ bảo hiểm. Giày. Việc thay trang phục đã xong, hãy cùng đi tới bệ phóng và đi vào vũ trụ nhé. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng đi vào không gian nào. Ấn nút và phóng tên lửa. 3, 2, 1, phóng. Ấn nút và tăng tốc tên lửa. Tuyệt vời, hãy cùng đi vào vũ trụ nào. Chúng ta có thể lơ lửng trong trạm không gian vì ở đây không có trọng lực. À, có ai đó đang muốn liên lạc với chúng ta, hãy trả lời đi. Mình là tiến sĩ Miu Miu, mình đang nghiên cứu cấu tạo của hệ mặt trời. Chúng tôi hy vọng bạn có thể đến hệ mặt trời và lập bản đồ liên hành tinh. Ok, chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đi theo biểu tượng để tìm các hành tinh trong hệ mặt trời và đánh dấu trên bản đồ liên hành tinh. Sao Thủy. Sao Thủy là hành tinh gần mặt trời nhất trong hệ mặt trời. Đây cũng là một hành tinh nhỏ nhất trong hệ mặt trời, chỉ lớn hơn mặt trăng một chút. Nhiệt độ bề mặt Sao Thủy dao động từ -173 độ C vào ban đêm đến 427 độ C vào ban ngày, dẫn đến sự chênh lệch nhiệt độ lớn. Sao Kim. Sao Kim là hành tinh thứ hai tính từ mặt trời. Đây là hành tinh chị em với trái đất, có khối lượng tương đương trái đất. Sao Kim là ngôi sao sáng thứ hai trong bầu trời đêm, chỉ sau mặt trăng. Nó cũng là hành tinh có nhiều núi lửa nhất trong hệ mặt trời. Cho đến nay, đã phát hiện hơn 1.600 núi lửa lớn trên Sao Kim. Sao Hỏa là hành tinh thứ tư tính từ mặt trời và khối lượng của Sao Hỏa chỉ bằng 10% khối lượng của trái đất. Bề mặt Sao Hỏa có màu đỏ cam là do hematit, có carbon dioxide thể rắn và nước trên Sao Hỏa, vì vậy có nhiều suy đoán về sự sống trên Sao Hỏa. Yeah.
mặt trăng. Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên của trái đất. Mặt trăng quay quanh trái đất và đồng thời tự quay quanh mình nó. Bề mặt mặt trăng đầy những hố nhỏ được hình thành do tác động của vật thể nhỏ hơn. Vì mặt trăng nhỏ hơn nhiều so với trái đất nên lực hấp dẫn của mặt trăng cũng nhỏ hơn nhiều lực hấp dẫn của trái đất. Trên mặt trăng bạn có thể nhảy rất cao. Trái đất. Trái đất là hành tinh thứ 3 tính từ mặt trời. Trái đất là hành tinh chúng ta đang sống và nhìn từ ngoài không gian. Nó có màu xanh dương. Trái đất quay quanh mặt trời, các góc độ và khoảng cách với ánh sáng mặt trời khác nhau. Từ đó tạo ra các mùa xuân, hạ, thu và đông. Mặt trời. Mặt trời nằm ở trung tâm hệ mặt trời. Đó là một quả cầu lửa màu đỏ cam, có khối lượng gấp 330.000 lần trái đất. Nhiệt độ bề mặt mặt trời có thể lên tới 60.000 độ C. Mặt trời luôn tỏa sáng, cung cấp cho chúng ta ánh sáng và nhiệt. Tuyệt quá, bản đồ liên hành tinh đã sẵn sàng. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ rồi.